Hi, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Hôm nay chúng ta lại đến với đấu trường ARK 1B. Và trong đấu trường ngày hôm nay thì mình sẽ có đánh giá triệu hồi là ba con. Con này nó tên là con gì ta? Con rồng đất đấy. Một trong những con rồng rồng đất đây. Thorny Dragon, gọi là Thorny. Và bên đây thì có ba con trong small box. Bên này mình triệu hồi là ba con boss ở trong small box. Một con là con nhện nhện chúa này. Con này là con Dodo Ripper này. Kiểm tra Dodo Ripper thì cái điểm mình sẽ nâng cấp cái điểm cân nặng của nó. Con này là con Small Dragon. Cái cân nặng này nó rất là hay bị gọi là gì nhỉ? Nó hay bị nặng. Để trước mình đánh với một con golem người đá này nha, mình chứa rất nhiều đá ở đây. Nó gây ra cái sức nặng đối với con Small Dragon này. Đây là cái lệ phẩm chúng ta đã đánh được. Đó. Mình hết chỗ này đi. Thì đương nhiên là con rồng này sẽ lại bay được bình thường. Đâu ra bao lắm đấy nhỉ? Mình đã vứt hết đi rồi mà. Vứt hết đi. Ok chưa? Còn con Reaper này sao? Để lấy tập cho con Reaper này. Con này là Small Damage. Ok, và ngày hôm nay thì mình mục đích chúng ta sẽ đánh với con kia. Đấy, con rồng đất phía bên kia. Triệu hồi này ra. Đây. Thử sức mạnh của ba con rồng đất này đối với ba con boss chúng ta. Rồi nhé. Ba con boss này của mình nó quá khỏe luôn.